mới là đang trong sức nắng. Nên là lúc ấy tôi mà ông kia là coi như là ông bị xúc tiến đi. Là tôi bảo ông bá là không có kêu đi đâu. À. Anh mang phong lan cho đi nhá. Vâng. Xe chở đang chở nặng là phong lan đấy ông bá. Ok rồi. Thế nên là cái hàng xóa đói giảm nghèo đấy nhá ông bá. À, nên là về lúc nào mà nhớ anh Kiên và anh Khanh này mang giò phong lan đây là của anh Kiên này. Mang ra. Nhưng ngắm. Nó mà tiền tốt được sao? Nó mà khô cằn thì có nói các anh dành ra đáp nhận. Lần sau các anh dây bái tổ chức xong là gắn biển cái xóa đói giảm nghèo nhá. Hello. Quét má mày có được không? Hello. Quét được. Ừ. Ủa nào này? Nhìn đây. Nhìn đây. Nín. Đây. Nín đây. Nín này. Đây. À đây, bây giờ xinh quá. Xin chào. Mà nhìn mặt tao không Nín ơi. Rồi. Sứ Giang. Ừ. Kết ra nhá. Kết ra nhá. Hướng mọi người đấy nhá. Nhuộm tóc đi nhá. Đấy chơi. Không ai phân định được. Bởi vì giờ không có người nào muốn trả lời. Không lận, không lận. Sao nhông trả thì thôi hạ mặt. Vậy hả? Ừ. Thấy được rồi. Đây. Rồi, rất đẹp. Mày vẫn còn sống à? Tao sẽ nhớ thế. Cả chứ? Ờ, cả đoàn đang đi lên số Giang xong họp báo tí. Họp báo nhậu đó. Ờ, nhậu. Phim nền là cái nền sáng nó không đẹp mấy. Nghĩa là chụp ba đấy. Thằng nào chụp cho nó thế? Ba đi. Từ từ ông quay góc này, quay xuống đây. Cái nền nó đẹp hơn. Đúng rồi, như thế nó khỏi tối. Tối nó tẩy cho sáng được mà. Thế nhưng mà tẩy lên nó không nét mà ngay. Tao sẽ nhớ thế. Cả chứ? Ờ, cả đoàn đang đi lên số Giang xong họp báo tí. Ờ, nhậu. Phim đấy. Nền là cái nền sáng nó không đẹp mấy. Nghĩa là chụp ba đấy. Thằng nào chụp cho nó thế? Ba đi. Từ từ ông quay góc này, quay xuống đây. Cái nền nó đẹp hơn. Đúng rồi, như thế nó khỏi tối. Tối nó tẩy cho sáng được mà. Thế nhưng mà tẩy lên nó không nét mà ngay. Mình ơi. Sao đưa hết lên rời đi. Ôi giời, máy móc kia đi. Máy ngon. Chụp chỉ có ngon. Toàn full HD hết mà. Tập trung nhìn hết cái máy của anh Quang nhá. Máy ngon thế. Chụp cái ngon. Cứ đi. Toàn cảnh. Phóng viên tác nghiệp có thể nhanh nhẹn lên. Chân bị gút thì không nhanh được. Rõ mặt từng người một nhá, đấy, điểm danh. Còn Nin ai ở xa nó nhìn lấy cái đấy là nhìn hết. Nó đọc tên từng đứa một. Đấy. Xin chào nhá. Ờ, đấy. Chào lên ngắt tươi lên, cười tươi lên. Xin chào. Đấy, đúng rồi, rồi đây là Quang nhá. Gọi là quang hoa. Cây kia nó đánh ở đâu vậy? Cây kia mới là tương lai. Cây đấy mới là tương lai. Đây này. Cây này mới là tương lai này. Không, nó to như này, lại non. Cây kia mai kia nó treo biển. Này mà làm rác là nhỏ lắm. Đây là nhìn xuống Mường Lò nghe lộ. Tiêu chí là hạnh phúc. Ta hi là cái villa. Villa ghê. Đâu đi. Nếu đủ giờ mình chưa đi. Chu Liên là của ai chưa? À. Mình thấy có mấy đâu? Ít, bây giờ nó cũng phát triển ra nhiều quá. Ờ, nhiều rồi.
Nhiều. Cái đoạn đường này không đi được, có đi đó. Nhưng mà mình kia có phải thị xã Nghĩa Lộ không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mua mấy hôm nay không mua. Không không mua. Mua chỗ này. Như ở trong Đắk Lắk thì về vợ đây biết nên Suối Giàng chơi chứ không quê rồi. Chị em tí cho nó ấm chỗ tí nào. Ăn hết rồi, đúng không? Để xem thôi. Ai thiếu đưa tay lên. Có ai không? Chắc đủ đấy. Không biết. Trường ở trong đấy, trường kia nhá, cấp 2 trong đấy. Vâng. Trường mới kia là nó trường học có sao, bao nhiêu cơ, bằng trường nó ở bán trú thôi. Toàn học sinh ở đấy, bán trú ở đấy, như học ở đây. Đấy ạ. Quay trường giáo dục ở trên này bây giờ kiểu buổi tối ấy. Sao lại không ai nó bắt lên đây? Đưa đi vào mà. Mẹ là ghi đi. Nãy mời bên kia rồi nhưng mà bây giờ sang đây em đang muốn là đang lia, đang lia, đang lia, đang lia, thiên lia, qua đây. Lên đây, Nguyên Luân. Ok, đấy biểu cảm, bye bye. Vẫn ngang, vẫn ngang, lính thương nhau, mãi em.